Này là của một cái người tên là Giấc Mơ Nhỏ, người ta hôm vừa rồi hôm đồng bào bà bị mưa đấy, nên người ta gửi biếu gửi quà hai một mới cả một một vâng một người nữa tên là gọi là cậu Bảy Thiêm, tất cả hai người là gửi là hơn 6 triệu, mà hiện tại giờ là có sáu người ở đây thôi, có bảy người ở đây thôi, bảy người ở đây thôi, cái của ít lòng làm nhiều nhá. Vâng. Hai vợ chồng là 1,4 triệu. Thế xem bây giờ còn thừa mấy trăm đấy? Còn ai chưa đưa? Ba vợ chồng vàng rồi. Rồi. Bà này rồi gì? Mười một tờ à? Mười một tờ tất cả đừng bà chị này nhẫn rồi gì? Thế bây giờ cho thêm mỗi người một trăm nữa là 800. Vâng. Vâng. Đây là của tấm lòng của bà con nhé. Vâng. Hải ngoại nhé. Vâng. Đây của hai người, của một người tên là Giấc Mơ Nhỏ, một người tên là Cầu Bảy Thiêm nhé. Bà thay mặt bà con dân oan ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng xin chân thành cảm ơn tấm lòng từ thiện của hai quý vị Phật tử ở nước ngoài. Vâng. Hải ngoại đã quan tâm và chiếu cố để chia sẻ với bà con trong cái lúc khó khăn. Vâng. Tôi chỉ mong là rất là mong để cho chính phủ Việt Nam trả lại tài sản cho nhân dân để về làm ăn. Mong đến lúc người ta nhận ra sai lầm để người ta sửa sai.